Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn tới kênh YouTube của Bích nha. Hướng dẫn cắt may cơ bản để nâng cao ha. Bây giờ mình đã hướng dẫn các bạn cắt cái thân trước, áo, tay, phòng, dúng thân trước, tay, phòng mà theo yêu cầu của cô Huệ ở quận 8. Sớm mình có up lên một cái clip là làm thân sau rồi, bây giờ là mình làm bắt đầu là tiếp tục làm cái thân trước. Rồi, các bạn với cô Huệ đón xem nha. Nhớ like kênh ủng hộ, đăng ký, chia sẻ, nhớ bình luận bên dưới nữa nha. Rồi, mình bắt đầu hướng dẫn các bạn cái thân trước ha. Thân trước của áo kiểu dúng trước ngực, dúng một đường trước ngực, và tay phòng thế mình gọi là, hồi xưa người ta gọi là tay dúng băng, là có cái băng tay ở dưới này, tay phòng. Rồi, các bạn đón xem nha. Rồi, cái thân sau là cái clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cái thân sau là nó như vậy, khi mở ra là nó như vậy, gấp đôi lại. Thân trước thì chỉ một miếng thôi, một miếng giấy thôi, giấy chiết thôi nha các bạn, không phải giấy đôi nha. Rồi, mình chừa mấy bên cái đường sẵn này một phân, một xăng để làm cái đường may ghép cái bụng á, hay cái phần trước lại á. Đặt cái thân sau vô ngay cái đường phấn, ngay đường mực đó, xong bấm cho chắc chắn lại ngay cái eo nè, bấm cho chắc chắn lại, đừng cho nó xê dịch ha. Rồi, làm dấu ngang cái eo, mực. Rồi, ở trên mí nách xuống một phân, gạch ngang luôn, chấm dấu ngang. Dưới mí lai gạch lên một phân luôn, chấm ngang. Rồi, dưới mà là cái phần lai nè, phần mông nè, xa ra 4 xăng, xa ra 4 xăng. Cái phần ngực, trên ngực, xa ra 3 xăng. Cái phần eo này đánh sát, phần eo này mình cho nó sát vô với cái đường eo này. Đánh vòng tròn từ cái chỗ 3 xăng này, đánh cong vô cái chỗ eo, và đánh cong ra cái chỗ lai. Đánh cong tròn đó các bạn, đừng cứ gắt quá, nó cong tròn vậy nè. Phần lai sau, đây là lai sau, giờ lấy xuống, sọt xuống 4 xăng để lấy cái lai trước. Đánh từ cái mí 4 xăng này, 4 xăng của cái xa lai bên sườn này, đánh bầu qua bên đây, đánh thẳng qua bên bầu, thẳng qua bên cái chỗ 4 xăng mình mới vừa làm dấu. À, xong, phần cổ mình gạch ngang cái mí dai này, mí dai của đường mực này, mí dai là của cơ bản lấy cái hạ dai của thân sau đó, gạch ngang. Dỡ cái áo lên, dỡ cái thân sau lên, lấy cổ vô 14 xăng, cổ trước 14 xăng. Từ cái đường gạch này, từ đường phấn này, đường mực này vô tới cái điểm dai của thân trước là 14 xăng. Từ cái mí dai này, mí dai của thân trước hạ xuống 6 xăng để gạch cái đường xéo của cái vai trước. Lấy cái dây sau, in qua cái dây trước, lấy vô cái dây sau ha, in qua cái dây trước,
để mình lấy cái độ khớp của nó, khớp của nó để hai cái vai ráp vô đó, nó không có sao le. Rồi xong, mình gỡ kim, gỡ kim bấm ra các bạn. Rồi bắt đầu mình xoắn, xoắn cái thân này, dính ngay cái, mình giữ chặt ngay chân cái phần eo có cái đường gạch ngang đó, giữ chặt ngay đó. Xong mình xoắn cái áo, từ từ đoạn, cái mình vẽ bên đây, xoắn qua, cái mình vẽ đây, qua vẽ đây, vẽ chừng nào cho nó có cái phẳng bên đây nó bằng hết, cái mình mới chấm, chấm cái đầu của cái nách, vẽ cái đường này lên. Chưa? Rồi mình giữ lại vị trí cũ, ngay cái eo, giữ chắc ngay cái eo, xoắn ngược cho xuống dưới lai, vẽ bên đây, ngược lại vẽ bên đây cho nó bằng, bằng cái mí này. Rồi mình vẽ cái đường này, vẽ đường sống cho nó bằng với cái mí thân sau. Xong là dở lên mình sẽ có được cái vòng cong này. Mình có được cái vòng cong này. Bây giờ mình tới khoét nách trước, khoét nách thân trước. Thì bây giờ mình đặt cái nách thân sau này lên, đặt nách thân sau này lên cho nó bằng với cái đường sườn. Chấm cái nách thân sau xuống, thấy không? Rồi khoét cái cổ, cái cổ thân trước thì mình lấy từ cái điểm vai nhọn nhất của vai xuống tới cái điểm cổ là 18 xăng, 17, 18 đến 20 thì nó tùy theo cái cổ, thích cổ sâu hay cổ cạn thôi. Còn cái mẫu này là Bích lấy là nó 18 xăng. Giờ khoét cổ thân trước ha, mình lấy cái điểm nhọn của vai và cái điểm cổ gạch thẳng, chia 3 phần ra, chia 3 phần ra, 3 x 6 18. Mình lấy điểm thứ hai, khoét cổ 1 phân rưỡi. Đây là cổ của tim bầu, cổ tim hơi bầu. Nếu mà các bạn nào mặc tim thẳng thì để y như vậy, tim bầu thì phải khoét vô một chút. Bầu nhiều thì khoét nhiều, bầu ít thì khoét ít nha. Nhưng mà cái này vừa phải cho nên mình khoét 1 phân rưỡi. Gạch xéo độ cong này, đi thẳng xuống đây, cong ngay cái điểm này. Đây là cổ thân trước, đây bắt đồ cái này lại cho nó đậm cho các bạn dễ thấy đường nha. Xong tới phần cái nách trước. Nách trước thì cơ bản cái ngang cái kích ngực của size M thì nó tầm khoảng 15 xăng rưỡi, 31 xăng á. 15 xăng rưỡi cộng với 1 xăng đường may là 16 xăng rưỡi. Mình lấy thước mình chấm 16 xăng rưỡi. Đánh cái vòng cong này từ đây, từ cái điểm vai mình đã chấm á. Điểm vai mình đã lấy cái vai này mình chấm qua tới đâu thì mình chấm cái điểm vai ở đó. Bắt đầu mình gạch sâu cái đường này vô, từ trên này bắt cái thước gạch thẳng xuống với cái dấu chấm chỗ bằng 15 xăng này. Xong giờ mình đánh cái nách trước nha, nách trước vô đây, chỗ này vô khoảng 3 ly, điểm này vô khoảng 3 ly, đánh cho cái dòng nách nó cong, nó tròn, nó đẹp đây. Đây là cái đường nách, cái đường của nách trước, đường đậm đó nha các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành cái thân trước ha, cái thân trước của cái áo. Dúng thân trước là cái đoạn dúng này nè, mình sẽ gịch lại thì nó sẽ thẳng lại, rút dúng lại đi nè thì nó sẽ thẳng lại.
để mình cắt ra nha, cắt rồi mình chúng cho các bạn xem. Phần này là không chừa đường may gì nữa hết nha. Phần trước này là không chừa đường may gì nữa hết, chỉ có đường, chỉ có chừa đường may của cái cổ này thôi, cái phần ngoài này thôi, đặng mình ráp lại đằng này thôi, là chừa đường may 1 xăng. Tất cả vòng vòng này là đường may từ thân sau in xuống, cho nên nó có đường may sẵn hết rồi, mình không có chừa đường may vòng vòng này nữa. Rồi đây cho mình là có được cái thân trước. Thân trước nhân 2. Đây mình đã có cắt sẵn một cái thân trước nè. Nhân 2 thì mình phải cắt 2 lần nha. Mình lấy cái thân này mình ví dụ cho các bạn thấy thôi, còn cái thân này mới là thân chính mình làm ha. Đây mình sẽ xếp cái này cho các bạn xem, là mình dúng cái phần này lại, khi mình may đó mình rút dúng cái phần này lại. Rút đúng cái phần trước á lại, rút đúng đều lên thì nó đẹp à. Đây mình rút đúng lên là nó sẽ thẳng lại, không không rút đúng lên thì phần này sẽ thẳng lại. Mình mở ra cái áo nó sẽ được như vậy, bạn thấy không? Đây là thân trước, đây là thân trước của cái áo, còn đây là thân sau. Mình ráp hai cái da vô và nó sẽ là như vậy, nó sẽ thành cái áo như vậy. Cái này mình giải nó cứng cho nên nó giấy nó cứng thành cái áo như vậy. Ráp cái da chồm xuống, ráp da chồm xuống. Đây là thành một cái áo, còn hai cái phần tay, còn hai phần tay và phần nẹp cổ nữa. Rồi các bạn chú ý đón xem cho clip tiếp theo nha, cho video tiếp theo với sẽ hướng dẫn các bạn cắt tay và cắt nẹp cổ. Còn bây giờ thân trước và thân sau đã xong rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn clip sau ha, nhớ đăng ký kênh giùm Bích nha.